Khoa Nhà đất Tiền Giang xin kính chào cô chú anh chị. Hiện tại Khoa đang có mặt tại Tân Thới, Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho cô chú anh chị một cái miếng đất vườn. Miếng đất vườn dừa ha. Trên đất thì đang trồng chuối, mít, xoài và một số cây ăn trái khác ha. Thửa đất này thì ngang là 25m, chạy dài là 21m ha. Ước tính là khoảng 500m2. Địa chỉ ở đây thì thuộc Tân Lợi, Tân Thới, Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Đất mình gò cao ráo ha cô chú anh chị, cách tỉnh lộ 877B khoảng ước tính khoảng 600m. Thì đường xe hơi mình đi tới đất luôn ha, xe 7 chỗ, 16 chỗ mình vô đất thoải mái. Nền thì cô chú anh chị thấy ha, cao ráo. Ở đây thì ước tính khoảng 15 gốc dừa ha. Cái bên mình có một cái đường nước thích hợp cho quý anh chị mình về đây mình nghỉ dưỡng làm nhà vườn ha. Không khí thoáng mát. Kế bên đây có một cái nhà lầu cao tầng ha. Bên đây là rạch. Sau đất mình là có hàng rào bao quanh hết nè. Đây thì chuối, mít, xoài, dừa. Đất mình thì nền cao ráo sẵn rồi, thích hợp cho cô chú anh chị về đây nghỉ dưỡng hoặc đầu tư. Thì diện tích Khoa xin nhắc lại là ngang 25, dài là 21m, vừa đủ cho cô chú anh chị mình làm cái nhà vườn ha. Nền thì mình vô là mình xây dựng ngay ha, nền đất vẽ từ hồi xưa giờ. Giá mong muốn của thửa đất này là 450 triệu thương lượng chính chủ ha cô chú anh chị. Đây đường mình đường công cộng ha, có hệ thống đèn đường thắp sáng, trụ điện trước đất luôn ha, truyền trụ điện giáp ranh đất. Đây mình cặp hàng rào ha, phía sau mình cũng là hàng rào đất. Thì đây là tới một cái ngã ba ha. Tuyến đường này rẽ ra thì ra tỉnh lộ 877 luôn, khoảng 600m. Tuyến này cũng đi vậy, tuyến này cũng đi thẳng thì ra tỉnh lộ 877B, lên thẳng lên Phạm Bình Ninh cũng được ha. Khu vực này thì nhà cửa đông dân nha cô chú anh chị, cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 70km ha. Nếu quý anh chị ở Sài Gòn thì Mỹ Tho thì bắt buộc phải qua phà ha. Tuyến phà gần nhất bây giờ để quý anh chị đi về đất thì mình đi tuyến phà Bình Ninh nha cô chú anh chị. Cách tuyến phà Bình Ninh khoảng 2km ha. Cách thành phố Mỹ Tho tầm khoảng 22 đến 23km. Rồi cô chú anh chị quan tâm thì liên hệ cho Khoa ha. Qua số 0334447430 gọi hoặc kết bạn Zalo. Hoặc là số điện thoại 0766450076. Khoa Nhà đất Tiền Giang sẽ dẫn quý anh chị xem đất và thương lượng trực tiếp với chủ ha. Rồi giá mong muốn là 450 triệu. Diện tích khoảng 500m2. Trên đất mình xì sạch ha, không có màu mã gì ha. Quan tâm thì liên hệ cho Khoa để được Khoa tư vấn thêm ha.